Quý vị thân mến, nếu như quý vị đang muốn chọn mua một hệ thống âm thanh cho gia đình của mình để có thể xem phim, nghe nhạc nhưng không biết phải lựa chọn thế nào vì trên thị trường có quá nhiều thương hiệu, quá nhiều sản phẩm cũng như là nhà cung cấp làm cho bạn bối rối và phân vân, không biết đâu mới là giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu của mình. Nếu như vậy thì hãy cùng với Phong Linh và Hồng Loan theo dõi phóng sự sau đây để có thể dễ dàng hơn trong việc chọn mua cũng như lắp đặt dàn âm thanh gia đình. Quý vị thân mến, hiện tại thì Hồng Loan đang ngồi cạnh anh Nguyễn Thành Huy, đại diện hệ thống bán lẻ âm thanh chính hãng Sài Gòn HD. Và vừa rồi khi được trải nghiệm cùng với anh dàn âm thanh gia đình chuẩn 5.1 thì Hồng Loan có cảm giác như là không phải mình đang ngồi trong một cửa hàng mà giống như là đang ngồi trong một rạp chiếu phim vậy đó quý vị. Và Hồng Loan nghĩ là quý vị cũng giống như Hồng Loan bây giờ là rất muốn được tìm hiểu nhiều hơn về dàn âm thanh chuẩn 5.1 này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện một chút xíu với anh Thành Huy. Và câu hỏi đầu tiên, tại sao mình lại gọi đây là dàn âm thanh chuẩn 5.1 với anh? Âm thanh 5.1 là hệ thống loa gồm có 6 loa, trong đó có 5 loa vệ tinh và 1 loa sub và 1 âm ly. Chức năng chính của nó là tạo hiệu ứng chuẩn xác và rõ sống động nhất. Vậy thì thường khi mà khách hàng của mình đến đây để lựa chọn cái dàn loa 5.1 này thì cái yếu tố nào mà họ nên lưu tâm? Cái yếu tố đầu tiên người ta quan tâm đến đó là thương hiệu. Thì khi chọn mua những sản phẩm âm thanh của những thương hiệu lớn thì nó thường mang lại cho cảm giác người ta yên tâm hơn, cũng như là những chính sách lắp đặt rồi hậu mãi cũng như là bảo hành sản phẩm của mà thương hiệu đó mang lại. Hiện nay một số thương hiệu lớn và nổi tiếng đối với âm ly thì có Denon, Cambridge Audio hay Yamaha, còn đối với loa thì Jamo, Calip và Monitor Audio. Quý vị thân mến, theo như Hồng đang tìm hiểu thì 5 loa vệ tinh và 1 loa sub bao gồm loa center, loa front, loa surround và cuối cùng là loa subwoofer, thì mỗi loại loa sẽ có một vị trí đặt riêng để có thể phát huy được hết công dụng của mình trong tổng thể một dàn âm thanh. Vì vậy, một điều cần lưu ý là quý vị đừng thay đổi vị trí của nó quý vị nhé. Loa center số lượng 1 loa được đặt ở giữa màn hình, hướng thẳng vào vị trí người nghe. Loa center phát âm thanh thoại của nhân vật, âm thanh chính của bộ phim. Loa front có số lượng 2 loa, đặt hai bên của màn hình TV hoặc màn chiếu. Hai loa này sẽ phát ra nhạc nền của phim, các âm thanh phía trước. Ngoài ra, khi nghe nhạc thì hai loa này sẽ là hai loa chính để nghe nhạc audio hai kênh. Loa surround số lượng 2 loa được đặt ở hai bên của vị trí ngồi. Hai loa này phụ trách phát các âm thanh hiệu ứng tiếng động từ phía sau. Subwoofer hay còn gọi tắt là loa sub, loa siêu trầm, số lượng 1, phát ra âm trầm không định hướng, thường thì nên đặt gần cặp loa front để âm trầm không tách biệt với cặp loa front. Loa sub tạo ra hiệu ứng phim mạnh mẽ, rung động, tạo cảm giác như đang ở trong cảnh phim, nhất là những cảnh cháy và nổ. Theo như em được biết thì dàn loa 5.1 của mình có rất là nhiều mức giá để phù hợp với lại nhu cầu cũng như là kinh phí của từng khách hàng. Vậy thì bình thường khi mà khách hàng của mình tới đây thì họ sẽ lựa chọn tầm khung giá nào và tại sao họ lại lựa chọn khung giá đó vậy anh? Tại đây chúng tôi thường cung cấp cái dàn âm thanh trong tầm giá khoảng từ 30 triệu đến 40 triệu. Lý do khách hàng thường chọn vào cái khung giá này bởi vì có đầy đủ tính năng, nhiều mẫu mã đẹp thì phù hợp với túi tiền của đa số khách hàng. Ngoài ra thì đối với những khách hàng có kinh phí thấp hơn thì chúng tôi còn cung cấp những dàn âm thanh từ 10 triệu đến 30 triệu. Đối với những khách hàng có nhu cầu những cái dàn âm thanh chuyên nghiệp thì mức giá từ 70 triệu đến 80 triệu cũng là một lựa chọn hợp lý. Một lưu ý cuối cùng đó là sau khi đã chọn mua cho gia đình một dàn âm thanh phù hợp, được nơi bán hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng rồi, thì quý vị cũng nên kiểm tra lại âm thanh của cả hệ thống ngay lúc đó bằng cách mở một bộ phim hoặc bài hát để đảm bảo là các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh đều vừa ý. Quý vị thân mến, hy vọng là với những gợi ý vừa rồi của chương trình thì quý vị sẽ có thêm cho mình thật nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn một dàn âm thanh thật là sống động và chất lượng cho gia đình của mình để giải trí trong mùa hè sắp tới.